Chào mọi người. Thấy cái này cái gì không? Cái gì? Cái thân màu vàng nè. Kìa cái trúc. Nè cho mọi người coi nha. Mình đi xa cho mọi người coi. Thân thì nhỏ mà tán thì bự. Tán lá bự không? Lá xanh đẹp lắm vô. Giờ này cái này là cây gì vậy anh? Cái trúc bạn. Cái giống này giống trong chữ tích cây tre trong đốt đó. Không, cái này cây trúc. Cái này nó nhỏ hơn cây tre. Này cái tán cây nó xanh nè. Giống cây tre trong đốt đó. Cái chân nó cũng nhiều lắm bộ. Này người ta chặt bớt rồi nè. Bạn coi người ta chặt bớt rồi nè. Chứ thôi cái chùm cây này cũng nhiều lắm á. Thân màu vàng ngộ. Này mấy cái xanh là tại vì nó dính gieo lên thôi. Cái thân này nó màu vàng. Lá trúc xanh. Thấy đi trúc không? Nhà bạn có trồng cúc trúc làm kiểng không? Nhiều người ta cũng trồng mấy cây này ta làm kiểng. Nhiều người ta cũng trồng mấy trúc này ta làm kiểng, người ta chưng rồi người ta làm gì đó. Thấy cái tán cây nó bự không? Đẹp không? Nè mình đi xa cho bạn coi rộng này nha. Bên kia cũng có kìa. Bên kia cũng có mấy cây trúc luôn kìa. Trúc này thì đâu cũng có mà, trồng nhiều. Chào mọi người.